Hello everybody, welcome to Heo VKT. Chào bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Thì hôm nay chúng ta sẽ đến với con game Chấp Kiếm Giang Hồ bản siêu nhân full ha. Ok, bây giờ đang vào game cái đã. Ok, đã vô game. Rồi thì con này thì trước tiên thì chúng ta trả nhiệm vụ đầu game thì được free này ha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với thông tin server để lấy code nha anh em. Rồi đây, Chấp Kiếm Giang Hồ 3D khai mở S4 vào 10 giờ ngày 20 tháng 8. Vào 10 giờ ngày 20 tháng 8 ha. Phiên bản tặng 2 bếp 20 sao. Á đù, ghê hả? Shop VIP bán bếp 20 sao. Má nói vừa coi liền cũng đâu. Một con này là 20 sao hả? Đâu. Tí sẽ test. Hay là server 4 ta? Cái này heo đang ở server 3. Rồi không rút ngọc, chu tiên, thành ngọc ảo, chuẩn ngọc và xét hương thật cho anh em đúng chuẩn. À, bộ code rất nhiều quà, phiên bản gồm server cho anh em gặp nhau mỗi lúc mỗi nơi trên bản đồ mà không phải lên vùng vô chủ BK. Mùa dịch này anh em đang muốn tìm một game giải trí BK, hãy đến với Chấp Kiếm Giang Hồ 3D phiên bản không chút ngọc ảo, không đồ chí tôn rúp hả? Ok, ngọc chuẩn BK, tỷ lệ gói nạp, tỷ lệ các gói nạp nè hả? Anh em hãy đến với Chấp Kiếm Giang Hồ gặp nhau ở server trận, không thèm mở thêm gì, mở liên server gồm hẳn server cho anh em gặp nhau mỗi lúc mỗi nơi. Anh em nè, anh em vào sau còn được hỗ trợ phi nữa, hỗ trợ level nữa. Event khai mở bộ code toàn VIP, code hàng ngày miễn chơi ha. Phiên bản like gì phần like share nhận được nhập vô là lên được level 90 luôn hả? Đồ, đây còn đọc code nè. Rồi một bộ trang bị phong hỏa chiến giáp 210 triệu kim nguyên bảo. Thú cưỡi đẹp 1 bét 3 ớt long hế tử, 1 bét 3 ớt hư không diệu, 2 gì? Vé đổi bét hệ thần nhân 3, vé đổi bét hệ hiên nhân 8. Rất nhiều phần quà giá trị khác nữa hả? Bộ code tổng hợp nè. Event like xe nhận tơ nhận VIP 23 cộng 2 thời trang vũ khí. À ok, đây là bộ code nè. Trời ơi, nói là tôi vô tôi nhập code liền chứ trời. Đổ xuống. Vô bút lại. Ok, bet thể thiên hả? 210 triệu. À giờ chắc đây là code tân thủ rồi. Mà sao tân thủ mà không lên được level? Đáng lẽ ra tân thủ là phải lên được level 90 chứ. Chết người thiệt chứ. Rồi ok, có VIP, có này, có kia. Bây giờ đi nhập hết đống code đó coi cái code nào là code level đâu. Ok, boss bét hệ thiên đâu nè. Rồi. Chưa, để nhập hết một lần đi hả? Đó, thấy hình như là lên được level rồi. Đúng rồi, cái code 40 4 40 01 nè. Đó. Ok, rồi lên luôn. Dạ, lên lực chiến nhiều vậy là chắc đã lên level rồi đó. Đó, nhận đồ thời trang. Đó, lên 90 hả? Ok. Wow. Rương quyết thú cho chi nhiều dữ vậy trời. Nó cho nhiều quá, nó mau vô đầy túi chứ nhớ rồi anh em ơi. Đùi nè hả? Rồi 210 triệu nè. Rồi chúng ta có level 90 nè hả? Rồi VIP 23. Ok, quà VIP 12, 4, 6, 8. Chắc mua được. Ok, nhiều anh em còn chả thèm mua VIP luôn á. Quà VIP hình như là ít quá, nhiều ông chơi hay gì á, không thấy ai mua hết rồi. Cái bờ này thấy cũng ok nè hả? Được đây. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
độ hồi đang ăn từ trên ăn xuống hả, 6 nè, 5 nè, 4 nè, 3 nè hả, 2 nè, 1 nè, 0 nè hả, đổi Hương Thành, ok rồi để đó đi. Không có gì hả, nhận, xóa, xóa luôn. Rồi giờ chúng ta mở hả, này mở từng phần thì đây giám định áo truyền thuyết ha. Bét chúng ta có một con Long Thái Tử rồi, chúng ta có một con Hư Không Diệu, ở đây chúng ta có bét Nguyên Thiên đó. Rồi thú cưỡi chúng ta có con Long Quy Nguyên Vũ, rồi Hước Kiều Tiên, rồi Tùng Sư ha, khí nè. Đó. Đây chúng ta có một con đồng hành Thiên Ngọc Đồng, mà đừng lo, ở đây chúng ta sẽ có một đống nè. Đó. Bét Côn Bằng lụm luôn. Rồi bét Điên Thú lụm luôn. Rồi ở đây chúng ta có Minh Hoàng lụm luôn. Nhiều lắm anh em ơi, mở ra gần hết luôn rồi đó. Còn mấy con này mấy con 2 sao à? Mấy con này là mấy con được linh hoạt cho lắm. Ở đây chúng ta có tọ kỳ luôn nè. Đó. Đúng. Tọ kỳ. Mở liền, dùng chiếc xe này chở chúng ta đi liền. Trời ơi. Ngày cùng gì vết bẩn anh em. Đây bé Thệ Hiên nè. Đó, bé Kim Cang, bé này mấy con mấy bé 2S rồi không mà. Đó, nhưng mà nhìn thì cũng được. Ở đây thì võ hồn chúng ta sẽ có Trư Bát Giới, rồi Múa Lân, rồi Ngao Bính, rồi đầy đủ, muốn chọn cái nào chọn ha. Hôm nay chúng ta có Nada đồ luôn, Chopper, Chopper đồ luôn. Chúng ta sẽ chọn bát giới đi. Dùng nè ha. Đó, mở hết ra coi bộ lên cũng được một mớ lực chiến đấy. Nói chung thì chắc sẽ lụm hết. Mở ra lên lực chiến mà ngu dại vậy không mở anh em. Cứ mở ra hết đi hả. Ok, ông già Noel. Rồi Ngọc Băng Cốt mà. Rồi Tiểu Lý Hiên. Rồi ở đây chúng ta có hộp quà sinh nhật. Rồi chúng ta có Bảo Bối Thanh Ngôn. Rồi kẹo Lan Can. Sẽ mở hết mà. Đó. Ok rồi. Cứ con là chúng ta được 36.000 lực chiến ha. 10 con thì chúng ta được 360.000 lực chiến rồi. Nên là cứ mở đi anh em. Mở không chết một ai đâu. Trừ khi là chúng ta muốn để lại sau này chúng ta mở ha. Đó là tùy anh em. Rồi bét cục kỳ đồ. Cái này mở ra cũng lên được chiến nè. Linh, rồi Hà Thần, rồi Thao Hức, rồi Hỏa Vương, rồi ở đây Thú Hỏa Thiên Kim Cang hồi nãy chúng ta có rồi, Nguyên Thiên hồi nãy chúng ta có rồi, Thiên Long, rồi Nguyệt Linh, ok, còn mấy con này không lên lực chiến hả? Ủa không lên lần chiến này mở làm gì ta? Tình, ok mở cho nó chật chỗ trong kia thôi. Vậy là mấy con này không có lên lần chiến rồi. Chừng nào chúng ta xài nâng đồ nó lên rồi mới lên. Rồi ở đây tọ kỳ hả? Cái gì vậy? À cái ghế để ngồi hả? Đủ cái này được 45.000 anh em. Mà heo nghĩ thì chúng ta cứ nên để lại ha. Nào chúng ta hít cái nào thì chúng ta mở cái đó hả? Chứ mở ra hết không xài dùng cũng vậy là phí lắm. Ok, ngọc trai. Nè, bét một nồi luôn nè, đó. Rồi, điều mà anh em chắc là trăn trở thì chắc sẽ là đi trên boss, trên quái đồ ra sao đúng không? Ok, chúng ta sẽ đi ra. Đi ra cũng đi xa dữ ta. Lên trên này đánh không chết quái cũng vậy.
Đây Kim Nguyên Bảo nè, đánh một con thì khoảng 1.500, 1.500 hả, cho tới 2.000 mỗi ngày thì chúng ta đều có code hả. Đây code ngày nè, ngày 18, 19 đâu nè, phúc lợi. Ok, tất nhiên là chúng ta sẽ vô phúc lợi chúng ta nhận. Đó. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Đồ mỗi ngày nhận được 50 triệu hả? Wow, cái đó là thơm đấy. Được, được. Cái đó là heo thấy good job hả? Đồ. Wow. Mỗi ngày nhập code còn có thể được nhận thêm danh hiệu, danh ấy gì nữa để mà mở ra đồ nữa hả? Wow, ok, ok. Nhưng mà chúng ta không có trang bị đồ ta. Khá là buồn vì tình hình này. Đọc. À, đây có shop tiêu tiêu phí nữa nè anh em. Đúng, thơm, thơm. Rồi, cái này ta nói ta mua con pet mà. Pet này chứ không phải pet 20 sao đâu. Mà thôi, mua đại hả? Đồ nhập code 2 ngày là chúng ta có thể dư sức mua mấy cái này rồi đó anh em. À, đồ mỗi ngày nhập code không mà chúng ta được 50 triệu Kim Nguyên Bảo. À, phải cả lăng. Chỉ là nhập code thôi đấy. Ok, ok, đây là server 3 hả? Và server 4 nghe nói sẽ còn ưu đãi nhiều thêm nữa hả? Đó, và giờ đây nghe admin nói là chúng ta đậu xanh. Chúng ta không cần mà phải lên map vùng vô chủ. Đó. Mà bây giờ chúng ta đang có boss kìa, đang có boss kìa. Chưa vào bang không thể tham gia hả? À. Ok, đi về đây liền. Ok, chắc cái này phải vô bang mới đi đánh boss được. Rồi, thì nhắc lại anh em là hôm nay chúng ta có con Nhất Kiếm Giang Hồ server 4 khai mở 10 giờ ngày 20 tháng 8 hả? Đấy, free rất là nhiều thứ, anh em nào có chơi thì tải về hả? Ok, link dưới phần mô tả, mỗi ngày nhập code ngày không thì chúng ta cũng được 50 triệu hả? Ok, thôi bye bye, chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. Nhớ like, share và đừng quên đăng ký kênh nha anh em. Ok, bye bye.